Rồi anh lên đây. Có nha. 9 triệu. Trời. Nhảy. Sao sao? Dịnh nha. Ngồi tát nước kìa trời. Vô tay giá cũng nhiều ạ. Nay vô tay có công đó nha. Đang xíu mới ra hay vậy. Thành xin chào cô chú anh chị các bạn xem kênh Cùi Lao Nhãn nha. Chào cả nhà. Thì buổi chiều nay thì gia đình mình cũng có chuẩn bị được một số lợp cô chú anh chị. Mấy này làm phía bên đây là mấy cái lợp cũ, lợp đặt cá bóng dừa cũ của mình. Còn phía bên đây là mình mới tăng cường thêm. Mình mua cũng 2-3 ngày rồi nhưng mà đợi nước, bữa nay thận nước rồi. Gia đình mình bắt đầu khởi nghiệp cô chú anh chị. Bữa nay mình khai trương thêm một mớ lọc mới đó cô chú. Dạ. Mình đi đặt bóng dừa cũng tiếp tục là bài mòi gia truyền. Con này coi nó mập mà xào xá ớt ăn chắc ngon dữ lắm luôn. Hết bài luôn. Thư lúc nãy đi giá cá ốc vô thì cũng chạy đi mua cà. Ô có cà kìa chứ. Bếp trưởng nói bên này bếp trưởng thèm cà. Tự nhiên muốn ăn cà nướng. Có cà đó hả? Cá thì em biết có thôi, chưa chứ có cà đó. À, cà của mình thì bị ốc cu vàng hả, là dễ. Không phải ốc hương. Ốc hương nó ăn quá trời luôn. Dành cho ngủ dì hương vô. Dì hương hơi chảy ốc rồi. Dạ. Dì hương này cô chỉ làm chả gà để ngủ dì hương nữa. Ốc rồi. À. Làm chả gà là có để mình bầm bầm. Hôm nay tăng cường hy vọng là đúng mắt. Ấy á, đừng đụng chạy. Cái này mưa quá trời.
Mẹ hay lắm, bả nhìn mẹ bơi. Đâu mẹ? Mẹ đang cá đi. Mẹ nói mình đi sớm là mình. Bữa nay có nhiều mập đã quá, vậy mình mua chừng 20 cái luôn. Cái này là 20 ngàn rồi các chú anh chị. Cái này mấy nước quá thì ngon luôn thưa ơi. Dạ. Mình có hả con? Chỗ này mình kiếm tính à. Xích lên chút nước anh ơi. Cho trong này nãy xích lên chút nước đi con. Cá chờ mà nước nước nổi này là nó đi vô mé nè. Dạ. Cái hồi bên đây vừa nước ngon quá trời luôn rồi chắc. Con này dày à? Dày không? Dày. Con này nó chìm ngon, ngon lắm mẹ. Con chặt mẹ thấy tay mình mẹ sợ quá. Con chặt luôn ngoài nguyên bậy xuống nha. Có cái thịt dễ. Vừa tới luôn á con. Trời sao này nhiều quá trời, thấy mày cái quầy đó mà nãy rất ngon lắm á. Ha, hôm rồi anh Mai Cò về đi đốn hết là. Hình như hồi anh Mai Cò đi là đốn đi đường này là phải không chị? Đúng rồi, đi đường này nè. Giờ vừa nước dốc len nhóc nữa rồi kìa anh ơi. Đúng đó. Ừ. Tép gì quá trời này. Trời ơi, tép nó nhảy lắm luôn kìa anh ơi. Gì vậy? Tép rồi. Tép, 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 tép. Đừng la lớn gì đâu đấy. Đúng cái gì đúng đó. Trời ơi, con ốc len ở bên đây nó bự được bao nè. Nó dài cũng mấy ngày. Quá trời luôn. Nhưng mà em thấy tép cũng nhiều mà. Cái này nhớ hồi đó mẹ ưa đặt sàn ngơm á, mình cũng đi đổ cái gì nè. Ôi, con cá nó ú quay luôn cô chú ơi. Trời ơi, con cá nó mập thiệt mập luôn. Ôi, được nhiêu đây là quá trời à. Vô bến này. Ôi, tép bằng đất không kìa. Tép với cá bóng dừa cô chú chị. Thiệt là ngon luôn kìa nè.
Nhiều đây là ấm hỉnh này đó. Con nhìn nước chảy rồi cậu Thành, con nhìn con quay nước chảy cho con chú anh chị ăn cái dầm hai chậu cái cây nó chảy vậy đó cô chú. Ăn về nước không? Có khu bè buồn. Ngoài này lép nhiều quá hả con? Ừ, ngoài này mình bị lỗ rồi, lép à. Được có mấy trái bự còn nhiêu lép không à? Trái bự này cũng bự dữ lắm nha. Dạ. Con dọn mấy trái này bự quá trời bự luôn. Ui, to đụng. Con gì vậy? Con bò nhiều quái. Trong thời gian mình chờ đằng hồi mình đi dở luôn hết con. Mình xin đây. Mình ướt rồi giờ mình vô nhà cái mình thay tốt bộ đồ nữa thôi mình ở mình ăn dở nước mình đợi nước ăn mình dở lợp luôn. Dạ. Chà, nặng tay quá thưa ơi. Chắc vậy cứng quá. Ồ, vừa ăn lắm rồi nha. Vừa ăn cô ơi. Vừa nước mà như vậy mới ngon nè. Nó còn mật luôn nè. Ồ, vừa tay. Thử đi tay, ngọt lắm tay. Con lấy tay con nào. Ngon lắm thiệt. Ăn cái lúc này là nó ngọt nhất á. Ngon nhất luôn á con. Con chế hai chắc chạy đi vô lấy muỗng với lấy đồ đựng không á. Chế hai chắc chạy đi lấy muỗng rồi. Con thấy đã mất tiêu rồi. Ngon không? Đó người ta ăn nửa ở ngoài sông ngoài suối có làm gì có muỗng, lấy tay gì nè nào. Dạ, lấy tay rồi lặn lên. Lặn lên cái rồi. Quầy nào như quầy nấy luôn á, ngon. Nhưng mà dừa nước này nó có một cái mùi thơm rất là quyến rũ luôn cô chú. Quyến rũ. Thấy mẹ, thơm đúng không? Nó thơm quá. Thôi, con ăn đi. Nè, nè. Thưởng thức. Đúng rồi, cô chú anh chị. Dừa nước này, ngon quá trời. Trời này vừa tới luôn á chứ, nó còn mặn luôn kìa chứ. Búa không đặt. Thơm quá à. Hồi nhỏ nhỏ hay tách ra rồi cái bắt đầu lấy cái đó làm cái búa. Đâu làm cái búa giờ búa con tay kìa. Hỏi tay. Búa cái tay tay là vừa. Ta chưa ăn miếng nhiều nước hả trên thăm. Ừ đòi búa người ta kỳ cục. À, mời cô chú anh chị nha. Quá trời cái tay rồi. Thăm dọ. Thử đi anh. Dạ. Dạ để lấy cái. Ở đây nghe thẳng rồi. Trái đó là trái trên đầu đó mẹ. Trên đầu, phải non. Húp cái nước này mới ngọt. Ồ, cái nước đó. Trời ơi, ngon không? Cô chả quyết liệt rồi, để cho anh Thành làm đi coi. Dễ múc thôi. Mẹ trẻ thôi cũng được. Ây da, ôi Miu đừng có hung chị. Dạ, anh ăn đi. Thôi mẹ, ăn đi. Con ngoài cả nhà nha. Ăn hết trơn cái hồi tao giục cái máy bỏ. Nghĩ thèm quay luôn. Nghĩ thèm quay luôn á. Ăn chặt hẳn ăn ngon quá. Mẹ thích chặt à, mẹ thích ăn. Con nhỏ con thích ăn, con thích chặt. Ngon quá. Bắt đầu đi thăm quá. Giây phút hồi hộp bắt đầu. Giờ mình bắt đầu mình lại đầu đẳng mình thăm dài lại luôn. Mình thăm từ đầu đẳng mình thăm dài xuống đây. Mẹ ơi sao nước lớn vô con thấy nó đổi bọt nhóc luôn mẹ. Đục đục này là thường thường có cá. Dạ. Yeah. Thường thường con thấy người ta đi á. Cá nó đỡ mà cá nó đục đi, cá nó dễ ở. Người ta đi ăn cá đói mẹ, người ta lấy cá đói nó đi ăn bọt vậy đó nha. Ừ. Trời chế hai mồi. Không đủ hả? Sao không? Sao không? Sao không? Từ từ xuống thôi nè. Đụng cái ngay chân không phải vậy nè. 9 triệu. Ôi trời. Nhảy. Sao sao? Dịn nha. Ồ, có cá. Yeah. Cái đầu tiên cái này là bể cá bự bự không rồi. Bể lọt rồi, bể lọt rồi. Này nhắc hồi mình gom lại thả đổ ra luôn hả? Gom lại thả đổ luôn. Nên mình để đỏ nó đi chứ. Nó nhảy rồi chứ nó uống nguồn luôn á chứ. Mấy con vậy chứ? 10 con. Vô rồi. Quá trời. Thấy hàm á. Ở đây có thêm một cái dấu.
Nó nó đụng xuống là biết khó liền. Khó là. Ồ. Hai con. Vậy là nó ít ha. Cậu cá nào cũng có hết là được à. Trời ơi, chìm xuống, lật xuống, trời ơi, rồi lên láng luôn. Thấy nhỏ hơn, nó nhỏ quá. Anh là mọi người phải ngồi qua mấy bên kia lại. Có thấy rồi. Chuồng này được rồi, em xin chú đi đâu mọi người. Không có con nào. Rồi lên nè. Có nha. Ủa sao kỳ vậy, cỡ nào cũng vậy nha. Nó hai bên luôn á. Trời ơi ngập lên lên luôn. Ơi không được rồi, từ từ. Tát cái anh ơi. Ủa sao bữa nay kỳ vậy. Rồi. Tiêu rồi. Trời ơi, ghê quá trời ơi. Trời con lấy cái không đó, đừng dạ, lấy cái lọp đổ cá vô đi chứ. Ngồi, ngồi tát nước kìa trời. Cái này là phải khắc phục hậu quả nè. Rồi, giờ nước mới bên đây đúng không? Rồi. Nó, cũng nữa. Sao kỳ nha cô? Bên đây không anh? Bên đây nè. Cái hai ngồi tán thức. Chắc phục hậu quả thiệt chứ. Rồi, nó vô hai bên luôn chứ. Bởi vậy nãy em tay biết trước cái gì, tay không chịu đi, tay mà đi theo rất là làng luôn, tay mà đi theo thì xuống xuồng này nghe tiếng tay không à. Ủa hay là cái này nó tự gãy, ai bẻ không có không anh? Rồi em nhỉ. Rồi hai con này uống mềm luôn. Hồi mốt làm cái cây cậm cho thiệt là dài vậy đó. Ủa rồi. Rồi. Wow, nó mới vô, nó cẩn thận. Ủa? Nó mới lấy xuống luôn đó. Nhiều không cha? Nhóc luôn. Cái này nhóc luôn. Cái này là cũng tương đương với cái đầu hồi nãy vậy đó. Trời ơi. Cái này cứng lợp luôn. Rồi thấy hả vậy? Yêu. Wow, ôi con bự quá chừng luôn nè cô chú ơi. Với cái đàn lợp mới trong đổ nó ra thử rồi. Chứ đổ thử không cha? Nó thấy nhiều quá. Em thấy nhiều quá mà trong đây nó bị mập. Hai. Ngoan cố nó chưa chịu ra. 2 3 4 5 6, 6 con mà tại nó 7 con Thành ơi. Mà tại nó bự á. Bảy con mà tại nó bự cho nên mình nhìn thấy nó nhiều. Dạ trời ơi, nó bự nè chứ ơi. Có râu rồi hả con? Mấy cái bạn này. Trời ơi chết rồi anh ơi, cái mặt anh thấy ghê quá à. Có không anh? Không có. Sao cái cố đây không chả? Phải chịu rồi. Có con bóng xệ. Chị Hà vẫn quyết liệt coi có con nào không. Hả chà. Sao mà nó sôi sôi tim. Con không cái biết nữa. Ôi quá rồi. Giờ mắm nữa hả? Quá. Thôi nó nhảy kìa. Trời ơi. Vô nữa hả? Dở cái xà di mà có dòng cái lam lắm cả nhà. Ừ. Nó nhảy rung rung kinh mình biết liền luôn á. Dạ. Trời ơi quá trời. Gần tới rồi đó. Con nhớ chở thay dừa rồi nè. Mấy mấy cái cục này là tí. Tới đây nè. Tới nè, tới nè, tới chỗ làm gió nè. Cái này nữa là đâu còn nhiêu cái hết, nãy giờ có cả chục à. Hình như gần. Ôi, vô mấy cái cục này của mình quá trời à. Cái con
chỗ này là cái gì không? Vô đây là trúng rồi. Thôi mũi nó đeo mặt kéo quá rồi, đeo cổ luôn rồi. Tăng cường lên vài chục cái luôn. Tại mình vô trong đây khuất lá cho nên là mũi đen nhiều lắm. Dạ. Đây là 100 cái, 100 cái luôn. Để đâu thằng ơi? Bên đây rồi. Để nhớ hình như là bên đây nè, bên đây. Ừ đó, có chặt đây chứ. Chặt cái này chặt nữa. Có chân trúng rồi. Ôi. Có hả? Có cái chục cái này cũng nhiều lắm luôn. Vô mắm này cô chú ơi, bữa nay trúng đậm này. À, cái này gì đặt rồi nước nhạt không biết đường. Kìa kìa đằng kia kìa, mình có làm dấu kìa. Ôi trời ơi trời, cái lợp mình trôi tới đây hả? Trời, wow, ôi, wow. Ôi, trời ơi. Cái lợp mình trôi đạp lên không hay. Trời trời hên đó, nhưng mà nó nhiều nè. Trời ơi, quá trời, kỷ lục luôn. Quá chừng luôn rồi. Đặt luôn hả chế? Nặng chụp luôn á, thấy hao quá chừng luôn. Vô mắm rồi. Còn kìa mấy cái nè, đổ ra đi chứ. Thấy ham quá. Để hồi lên hả đổ luôn Thành ơi. Có chuyện thấy mê. Dạ hồi lên hả đổ luôn. Lên hả đổ luôn. Ôi trời, trời nặng nè. Cầm cả nửa ký lô. Cho em đi. Ôi, nhóc luôn. Dạ. Nó nhiều quá mình nó còn trôi luôn. Nó nặng chịch luôn. Có mà. Thấy cái cây lùng. Thấy cái cây bọn, thấy cái lợp nè. Cái lợp đâu? Có gì kỳ vậy? Nước trôi ở ngoài rồi, trôi vô đây là nằm đâu đây. Tiêu thì sao? Thua. Ui. Ở cháy ra tới ngoài đây nè. Dữ vậy? Ủa? Có mặn. Ê, hai cái lợp mà trôi trôi là hai lợp có cá nhiều nha. Dạ đúng rồi. Rồi con đem lên đi mẹ bơi mà. Ôi, ôi quá cái trời. Cái mặt hôm nay cũng khá bộn đây cô chú. Trời ơi, dòm lội kìa, cháy tuốt mãi luôn kìa. Đi kiếm. Chắc mình sắp lên từ từ quá nè. Mình đi lên từ từ khá lầm đủ rồi. Dạ hả? Hay quá vậy? Còn cái hả? Có ai? Dạ có. Không? Trời ơi, bỏ quên cái vô mánh luôn rồi coi. Gặp mình bỏ luôn. Chắc chút vô luôn quá chế rồi mình dễ kinh lên chứ. Sao năm sáu con vậy? Con nào mấy chắc tươi chừng ha. Trời ơi. Chắc đỏ, đỏ đây đâu hết thật. Đổ ra luôn chứ. Quá trời ha. Con nói luôn. Thấy ham quá. Bên này khởi sắc rồi. Đến giờ bên này cũng trúng cái nào có là có, cái nào không có không có. Dạ. Có mấy con nó trắng tươi luôn hết con. Mẹ mẹ đổ đi đi con gái. Mẹ đổ. Mẹ xa quá mẹ đổ. Ui. Ôi dạ, có một con nó mới vừa vô mà nó chưa xuống nữa nè. Còn ở trên thôi coi. Còn cái chưa... lợp chiếc sao này dở rồi nè. Ừ. Lỗ hơi nhỏ, cá xuống chậm nè. Mà cá bự quá nó cũng bị mắc kẹt quá nữa chứ. Nó mới vừa ra mà nó còn nằm trên vậy đó. Này vô mánh nè, nhà ơi. Còn đây còn không nè. Hết hay gì mẹ. Hay này bữa nay chắc có cả ký ngoài á. Dạ. Cá bự không nha. Cá bự không. Cá này nướng nha nè. Cà đó gì nướng. Chuyển thêm cà nướng rồi kìa. Tự nhiên muốn ăn cà nướng. Mình đi lấy cái dĩ à. Cà nướng là nước hàng. Mắm kẹo kẹo heo thịt. Ừ. Chấm ngon. Trời ơi, giờ này đói bụng rồi, ăn cái gì cũng ngon. Mình bữa nay mình chiên. Chiên giòn. Chiên giòn rồi làm nước mắm, vừa ăn cà nướng vừa ăn cá chiên luôn. Dạ. Giờ bắt đầu mình chiên cá luôn. Cái này mà chiên giòn ngon lắm con. Cá chiên giòn, cá vừa này ăn bổ lắm rồi. Dạ. Nghe nó cũng là nó cũng như bài thuốc vậy đó phải không con? Ăn bổ lắm rồi đó chứ, hai còn nhỏ nhỏ là ăn ăn cá uống dừa này xong. Dạ. Mình chịu khó mình giỡn xương. Nhưng mà con thấy chiên tươi hay kho tiêu gì cũng ngon hết trơn. Ừ. Mà biết là ông hai đó không ăn. Dạ. Cái hai đó có ăn rồi thật cũng có rủ con hai nó xấu quá. Dạ cậu thì không ăn cá bóng dừa. Cái hai tính nướng bốn trái à. Cái hai cái bụng
Nhiều lắm á. Con lửa nó chát mà mềm mềm, nó nướng không bị sườn. Thôi con, đâu có được quyền lửa. Chứ hai kêu nướng hết rồi con à. Dạ. Kêu nướng hết luôn. Chứ hai nói chứ hai ăn cà hả? À? Chứ hai ăn cà hay ăn cá? Ăn cà. Hồi xưa người ta nướng cà ở thành đâu có dĩa có gì đâu. Để trong bếp nướng nha. Vậy đi. Dạ. Làm cơm rồi chắc nước cơm rồi dục vô cái bếp than cái bắt đầu canh. Người ta vùi với than luôn ha con. Con thấy đó mình cũng vậy. Mình làm nhà mình cũng cái than ấy. Hình như là trước khi người ta nướng cà, ta lấy cái dao ta nhập cái đường nhỏ gì á. Cho nó thấm vô màu chín đó chứ. Không phải cho nó giống như nó không bị nổ ra cái lúc mình nướng á. Nó không có bị bung vỏ ha. Mình chín lại nổ cái bụp ra đó. Dạ đúng rồi. Để nó không có bị tức tới hay chứ. Giống như cho nó thoát hơi ra vậy. Quay cái clip này bữa nay từ mà 1 giờ vừa đi bắt áo. Bắt áo trời đập, đập trời đập. Giờ này là bà nói là chưa có cơm. Đặt mà cô chú chỉ biết không đặt á, thì mình phải đợi cho nước nó lâu. Đủ nước nó mới có cá rồi. Ngồi đợi rồi ăn một bụng vừa nước rồi. Mà lên đây rồi ăn khúc quánh nữa mà còn đói bụng. Vừa nước cái bụng quá. Sốt ruột á. Thơm quá. Nay giờ này trễ bây giờ không có ngủ cậu hai cô chú chị với cá bóng dừa cậu, cậu không ăn cá mình chiên cũng xong rồi cá này chiên giòn dữ rồi nè giòn dữ rồi dạ nó nhỏ nhỏ thôi vì chiên nó giòn chiên giòn mình dễ ăn thường chứ nếu là chiên không giòn ấy cứ ăn đi thơm quá bỏ mấy cái tỏi vô không? Không đèn mình dời ra nướng cà bởi vì hơi tối cô chú thông cảm. Đợi nè Út Thành ơi, đang chờ đợi con luôn. Đói bụng quá rồi nè. Đói bụng quá chịu hết nổi bỏ cái dĩ ra. Cá chiên rồi. Không cái cà này nướng dĩ không chín nổi em ơi. Nó dày quá ha. Bữa nào mình đi mua cái lò nướng không? Cái lò nướng nó thiết đó con. À, cái lò mà bằng thiết đó con. Trời tét vậy. Có chừng nóng nha. Anh sao anh không lấy cái anh lấy cái cây gấp á. Anh thử, anh thử bằng tay nóng lắm. Cái đâu mình gỡ cái đó đi. Nóng lắm cô ơi. Lấy cây hồi nãy phải mình lấy cây dao nhỏ đó con. Mình đi theo. Cà nướng này nhớ rồi đó đi cắm câu nha. Trời thơm quá. Nướng một cái. Nó khoái lắm à, thành xu. Nướng ăn dẻo dữ lắm à. Dẻo lắm á, mất xu rồi. Mắc cười chết luôn. Mỗi mình ăn cái nóng rồi. Cái dao nhỏ chứ. Có dao nhỏ không? Thơm quá à. Cho ra được. Chắc chín hết rồi đó anh. Cà này bữa nay ăn no, khỏi bỏ cơm luôn. Ăn cà chịu cơm luôn, quá trời. Chứ hai mà ăn không hết là... Chứ hai, ăn không hết là bị đòn kìa. Bị đòn. Nghe cái sợ với chút té rồi. Cái là con không có giận cái gì á. Này lấy thêm cái dĩa nữa. Con chén con giận sẵn hết rồi. Ôi ôi. Ai mà nướng cà khéo dữ vậy ta. À, cô chú anh chị biết không ha, mỗi lần mà đói bụng làm như mình ham ăn. Chiên một chảo cá đó Dương Thư, Thư ơi, chiên chảo cá nhiều đầy đủ ăn rồi. Cái chú Hai nói mẹ ơi nhiều chứ không đủ rồi con chiên hết luôn. Quay qua quay lại chú Hai chiên thêm con cá phi nữa. Cá nén nữa. Đó. Đó. Ngon quá. À, cuối cùng cũng xong hả chứ. Rồi. Mời cô chú anh chị ăn cơm với gia đình Hành luôn nha. Mời cả nhà ăn cơm. Mời cô chú anh chị dùng bữa luôn. Con mời cả nhà luôn nha. Mắm này ngon lắm rồi thằng. Làm chén mắm này quá hấp dẫn nha. Cà nướng cơm này. Ngon hả? Ngon nha, làm vô nước mắm vô đó nè. Quá ngon. Ừ, cà của mình nó trắng. Ngon đừng có nói tới nữa. Trời nó khói bốc lên vậy chứ. Quá trời luôn. Cà mà con nướng nóng vậy mới ngon. Dạ. Con nghiêng nút luôn. Mà cà mình nướng chín tới thì nó mới trắng hả mẹ? Ừ. Chứ nếu không là nó bị đen. Luộc cũng vậy nó luộc mà chưa chín tới rồi nó đi ra. Coi chừng dẻo nha anh. Dẻo con su. Dẻo con su. Gọi miêu đi hút thuốc rồi kìa cháy. Gọi gì vậy miêu. Nó ghê quá à.
Đi xuống đây lá tre mang sao mèo. Tại bên này mình làm tại chị nè. Tại mình trên thủ mình đưa cho tại đi về cái chạy thứ hai đưa vô tay mẹ với sư với Út Thành mà cá mong mẹ mà tới mà con về luôn nó mới về xong đó chắc. Dạ con vừa về tới thấy Út Thành mới đi tắm là con biết là giờ nó mới xong mà ngon ngon. Ngon không ngon này lại trong nhà mà ăn ăn trưa mà Thành ăn tối luôn rồi đó. Giờ này người ta ăn được hai cử rồi đó chứ. Cử trưa với cử tối mình ăn được có ăn cử thôi đó. Đúng là bữa này không phí một miếng bữa mày. Cà muối ăn rất là ngọt. Chín lên trầm cũng phải hơn 20 cây bạc. Ngọt lúa ăn. Tại vì sâu quá đó mình không sâu. Mẹ thích ăn cái gì? Để ăn kiếm con nào là thiệt là ngon luôn, cháu Thành. Tại con mới Thành lặn lội cực khổ quá, trời mưa lặn nguyên một buổi luôn. Nhầm nước từ lúc mà đặt cho tới lúc mà đi dở luôn. Mình ở bên chuồng á, mà nước lên nước xuống mình tới lúc chiều lặn rồi. Lặn nha chứ. Mà con lội lên, lội xuống hoài luôn. Vậy mẹ mà mẹ với Út Thành với Thư vậy đó mà mần cá rồi mới đi tắm á, mới chịu đi tắm. Dạ, vô là người nào người nấy là đi mần liền không mấy cái sợ tối á, sợ không kịp á. Vô tay thì nó ở nhà nó chuẩn bị hết trơn rồi, nó trong đứng trong ngồi. Vô mặt nó sẹo rồi, nó trễ nữa rồi chứ ai ơi. Hồi nãy á, cái đường tắm á. Dạ, nơi. Bà chế này thì bà tắm tới chừng nào. Hồi nãy em tính nói luôn á. Hồi nãy nó ra đứng nói vậy đó chứ. Nó nói bà chế hai này không biết tắm tới chừng nào nữa, sợ chế giò là rung hết rồi.